Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Zakat. Thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Đinh Dậu 1957 luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy mà trong tháng 9, tuổi Ất Dậu cũng có những đột phá về thành công trong công việc cũng như trong sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 9 do được quý nhân mang đến vận may tài lộc, con giáp này có thể nhận được nhiều lời khen trong công việc mà cũng có thêm nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nắm được vận may của mình trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi Ất Dậu phất lên như diều gặp gió, không gì có thể cản được thành công của họ. Không làm mất thêm thời gian của quý vị, ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi video phân tích tử vi của những người tuổi Ất Dậu trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 có mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước dưới suối. Người tuổi này bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi, nhiệt thành. Họ rất thành thực, cơ trí nhưng hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ, hoàn thành được chí lớn. Đây cũng là mẫu người đa mưu, túc trí, giàu tham vọng, song con đường họ luôn quang minh chính đại, không lươn mẹo hay làm việc xấu xa. Tuy nhiên người này có tính tình thất thường, nhanh nóng nhưng cũng nhanh lạnh, đây cũng là điểm yếu, lấy đi rất nhiều cơ hội của người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Nữ giới Ất Dậu là người giữ chữ tín, giữ bí mật tốt, nhưng họ thường đi phê phán, đánh giá người khác, thẳng tính nên hay làm mất lòng người khác, bị xem pha, nói xấu sau lưng. Nam giới Ất Dậu có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn tụt lại phía sau, vậy nên họ luôn cố gắng trong công việc. Vì vậy nên họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, họ thích khen ngợi người khác và cũng muốn được người khác khen ngợi. Tuy nhiên tính cách cố chấp, không chịu nghe lời khuyên bảo, đóng góp của mọi người nên nhiều fan còn lận đận. Tử vi tháng này cho thấy gia chủ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập kép thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có quá nhiều biến động, gia chủ nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, Ất Ân Mộc gặp canh dương kim nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Dậu cần chú ý nhiều hơn tới vấn đề tài lộc và sức khỏe của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, gia chủ không phải đối diện và xử lý nhiều việc khó giải quyết, đồng thời cũng biết rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình là sức khỏe và niềm vui. Chính vì thế mà bản mệnh đã không cần so lo, tính toán hoặc nhúng tay vào quá nhiều việc nữa. Bạn bắt đầu dành nhiều sự tin tưởng cho con cháu trong nhà và để con cháu tự giải quyết nhiều việc quan trọng. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhõm và đơn giản hơn rất nhiều. Trong các công việc hàng ngày, người tuổi này nên biết lượng sức mà làm, không nên làm việc quá sức dễ khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí là tổn thương không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hồ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Zakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Khoản tiền tích góp được từ trước đó có thể giúp bản mệnh sống thoải mái mà không phải lo đến việc túng thiếu. Thêm vào đó, bạn thường xuyên nhận được sự quan tâm, chăm sóc của con cái nên hoàn cảnh sống đa phần dư giả.
Ở độ tuổi này, người làm ăn kinh doanh cũng cần chú ý đến việc nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, chớ vì những đồng tiền lừa lãi mà làm việc quá độ sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, phải tiêu tốn tiền trên phương diện sức khỏe. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Đã đến độ tuổi này, gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, đặc biệt tránh làm việc quá sức, dễ gây ra những tổn thương khó chữa trị. Gia chủ cũng nên duy trì tập thể dục thường xuyên với sức của mình cải thiện sức khỏe. Trong tháng, gia chủ khó tránh những bệnh người già liên quan đến xương khớp, thị lực hay là thần kinh. Tháng này, gia chủ nên tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nên chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ và hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn không có thời gian chăm sóc, bầu bạn, mệnh chủ có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Các gia chủ tuổi Ất Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này gia đạo cát lành, gia chủ đối nhân xử thế hài hòa, thường tạo được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nếu sống một mình, người tuổi này thường nhận được sự giúp đỡ của hàng xóm, láng giềng, cuộc sống không có nhiều biến động. Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, đôi bên biết quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, con cháu trong nhà đa phần đều ngoan ngoãn và nghe lời. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có năm âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hòa Cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Dậu trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 9 năm 2022, tức ngày 5 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 9 năm 2022, tức ngày 17 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 9 năm 2022, tức ngày 6 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhân Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 9 năm 2022, tức ngày 18 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Ất Dậu 1945 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.